Sát thủ được thuê 500 triệu để bắn chết giám đốc ngay tại chùa. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ ba nghi can gây ra vụ đổ súng bắt chết ông Lê Hữu Trí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Hữu Trí Hà Nam khi ông này đang đi lễ chùa đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Sĩ Đạt 46 tuổi, Lê Thái Duy 28 tuổi, Lê Việt Hoàng 35 tuổi. Theo nguồn tin, nghi can chủ mưu trong vụ này là Nguyễn Sĩ Đạt. Trước đó vào năm 2013, Đạt đã bị công an tỉnh Hà Nam khởi tố bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sĩ Đạt có liên quan đến một số đối tượng trong một vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Lợi dụng có mối quan hệ với tòa án, Đạt nhận chạy án cho một đối tượng trong vụ án ma túy với số tiền 200 triệu đồng. Đạt đã không chỉ án được và không trả lại số tiền đã nhận nên gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Vào thời điểm đó, ông Trần Đức Long với cương vị là phó chánh án tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý biết được sự việc nhưng không tố giác đến cơ quan điều tra mà có hành vi dung dưỡng che chở, mất nước cho Nguyễn Sĩ Đạt tránh bị xử lý hình sự. Vì vậy, ông Trần Đức Long đã bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Khi vừa mãn hạn tù, Đạt và ông Trí xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên Đạt đã gọi người xử ông Trí. Theo điều tra, vào 15 giờ 30 ngày 4 tháng 7, tức là ngày 1 tháng 6, 6 âm lịch, ông Trí vừa rời chùa Bảo Lộc ra xe quay về thì bất ngờ bị hai thanh niên mặc áo chống nắng đeo khẩu trang đi xe máy chặn đường. Lời khai ban đầu của các đối tượng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của Đạt với ông Lê Hữu Trí từ trước. Đạt đã lên kế hoạch và thuê Hoàng giết ông Trí với giá 500 triệu đồng. Để thực hiện kế hoạch, bọn chúng nắm bắt quy luật sinh hoạt của ông Trí, nắm được thói quen đi lễ của ông Trí vào các ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Các đối tượng thống nhất sẽ bắn Trí khi ông này đi lễ tại miếu Thổ Thần, thôn Bảo Lộc 1, phường Thành Châu. Đối tượng Đạt trực tiếp mua súng, đưa Hoàng vào khu vực ba sao để tập bắn và theo dõi trí vào các ngày nạn nhân thường đi lễ để Hoàng và Duy bắn trí. Ngày 4 tháng 7, tức ngày mùng 1 âm lịch khoảng 6 giờ, Hoàng đi xe máy sang nhà của Long ở ngõ 63 sông Cầu, phường Lương Khánh Thiện đón Duy. Vào thời điểm đó, Duy đang ở nhà Long nên đã mượn xe máy mang biển kiểm soát 90 b 1 của Long để thực hiện hành vi phạm tội. Hai đối tượng về nhà Hoàng lấy khẩu súng K54, hai áo chống nắng và che biển kiểm soát. Theo sự chỉ đạo của Đạt, Duy và Hoàng theo dõi nạn dân trí tại khu vực miếu tổ thần. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Đạt nhắn tin cho Hoàng báo tin trí đã vào miếu. Theo kế hoạch chuẩn bị từ trước, hai đối tượng phục sẵn tại khu vực miếu chờ khi ông trí lễ xong thì thực hiện hành vi phạm tội. Hoàng trực tiếp dùng súng K54 bắn liên tiếp vào người ông trí cho đến khi hết đạn rồi bỏ chạy đến chỗ Duy đã nổ máy chờ sẵn, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường bỏ chạy, Hoàng gọi điện thoại cho Đạt, thông báo tình hình rồi hẹn đối tượng này vào khu công nghiệp Châu Sơn. Trên đường đi, Hoàng đưa súng cho Đạt, tháo rời các bộ phận của súng ở trên xe. Khi đến khu vực Tam Chúc, Kim Bản, Hà Nam thì đối tượng Đạt vứt súng xuống hồ, còn Hoàng vứt áo cùng điện thoại sim ở vệ đường. Sau khi gây án, ba đối tượng về phim trường của nhà Đạt ở khu suối ngang, thị trấn Ba Sao, đến chiều cùng ngày, Đạt về gần khu vực hiện trường để nắm tình hình. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Cục C45 đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức truy tìm và thu giữ được hai áo chống nắng, một băng súng, một nòng súng K-54. <laughs>